9 tháng năm 2024, thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội đạt 92,8% dự toán. Kết quả ấn tượng trên là tiền đề quan trọng để thành phố vượt dự toán thu ngân sách cả năm. Số liệu từ Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho thấy rằng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2024 thực hiện 379.000 tỷ đồng, đạt 92,8% dự toán pháp lệnh năm và tăng trên 23% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, số thu tăng cao so với cùng kỳ năm 2023 là do các cấp các ngành thành phố đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, điển hình là đẩy mạnh quản lý thu, chống thất thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Riêng Cục Thuế thành phố Hà Nội đã phối hợp với các sàn thương mại điện tử, ngân hàng thương mại, các đơn vị trung gian thanh toán, vận chuyển, thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu để từ đó quản lý thu ngân sách.